Theo thông báo mới nhất của chính quyền thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An, mẫu nước biển tại vùng biển Cửa Lò vừa được trung tâm quan trắc môi trường kiểm tra cho thấy nước biển vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, không có yếu tố nhiễm độc. Vùng biển Cửa Lò nằm cách địa điểm gần nhất xuất hiện hiện tượng cá biển chết ở Hà Tĩnh khoảng hơn 100 km. Do mùa này dòng hải lưu chảy từ bắc vào nam nên nguy cơ nhiễm độc lan ra Cửa Lò là rất khó. Từ đầu tháng 4 đến nay, hoạt động đánh bắt trên biển của ngư dân địa phương vẫn diễn ra bình thường. Mùa du lịch biển Cửa Lò năm nay được khai hội vào ngày 30 tháng 4 với các hoạt động văn nghệ, thể thao đậm chất văn hóa miền biển. Năm 2015, thị xã Cửa Lò thu hút gần 2,5 triệu lượt khách. Năm nay, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 2,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 2.700 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ này gần 300 khách sạn với gần 8.000 phòng nghỉ đáp ứng cho hơn 17.000 khách lưu trú tại Cửa Lò đã được đặt kín chỗ.